nhằm để buổi lễ công nhận danh hiệu mới được trang trọng và nghiêm trang. Amway Việt Nam xin được phép công bố quy trình tưởng thưởng danh hiệu mới dành cho nhà phân phối trên sân khấu. Quý nhà phân phối vui lòng theo dõi và thực hiện đúng quy trình trên. Bước 1. Các nhà phân phối xếp hàng phía bên dưới cánh trái sân khấu theo sự hướng dẫn của nhân viên công ty Amway. Bước 2. Sau khi được xướng tên, nhà phân phối di chuyển về phía điểm A tại vị trí chính giữa sân khấu để được tưởng thưởng từ phía công ty Amway. Bước 3. Nhà phân phối thực hiện những bước tưởng thưởng sau. Nhà phân phối bắt tay với đại diện công ty Amway, sau đó nhận hoa, danh hiệu và bằng. Kết thúc, nhà phân phối đứng lại chụp hình với đại diện một cách trang trọng. Bước 4. Sau phần tưởng thưởng dành cho cá nhân, nhà phân phối di chuyển về vị trí điểm B, đứng đợi những nhà phân phối khác trong nhóm tưởng thưởng danh hiệu mới. Bước 5. Tất cả các nhà phân phối trong nhóm tưởng thưởng danh hiệu mới đứng trên sân khấu sẽ cùng chụp chung tấm hình tập thể và lưu lại những khoảnh khắc quý giá. Bước 6. Theo sự hướng dẫn của người điều hành, các nhà phân phối di chuyển về phía cánh phải sân khấu để di chuyển về lại chỗ ngồi. Và bây giờ, xin mời các nhà phân phối cùng xem lại một lần nữa các bước tưởng thưởng danh hiệu mới. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi phần hướng dẫn quy trình tưởng thưởng pin mới trên sân khấu.